Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi dỡ đống trà mà để bắt chuột nha mọi người. Tại nước bữa nay lên hơi cao nè. Hôm bữa nước thì chưa có nhiều, hôm nay trong đồng nước vô nói chung là người ta đặt lú 12 cửa ngục luôn à. Đây thì có người ta đặt lờ bắt cá sặc, cá rô, cá chốt. Còn ở đây thì ta đặt lợp tôm nha mọi người. Rồi, bây giờ mình tiến hành lại mình căng lưới để mình dở chạ mình bắt chuột. Rồi mời mọi người theo mình trải nghiệm bắt chuột đồng nha mọi người. Rồi mình mới vừa căng lưới xung quanh trong nha mọi người. Mình căng khoảng nửa cái đống trà thôi. Rồi mình dở, khi nào mình dở trà qua hết nửa đống được cái mình sẽ bao bao ngang mình dưới cù. Còn đây là chỗ cái tùm cái lợp mọi người, để cho nó chuột nó sẽ chạy tới đây nè. Chuột chạy tới đây nó sẽ vô cái miệng này, nó vô cái này, lát mình lấy gọn luôn khỏi bắt tay. Đó, mình đắp tắt như vậy nè, nó không có ra được. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đi dở, khi nào chuột ra nhiều rồi cái mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem với mình nha. Rồi mình mới bắt được một con ếch nha mọi người, ếch quá to à. Bự ra tao cống hết nó chạy tự động chạy không. Đủ hốt cái này nè, chắc đóng một câu hốt lên đi. Gà đang không bự vô. Từ 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 đâu ơi, cái giọng bự nhanh không Vinh, đâu rồi đâu rồi, quá mọi người ơi. Đâu rồi, bên em mang bắt tay vô đây, đây bắt đi. Không, thôi bắt đi, ông đang bị ấy là nó cắn dính tiểu đường đó. Quá luôn mọi người ơi. Từ từ, đừng có tóc mạnh quá, nó văng cái chân ra. Lùa lùa quá, lùa lùa quá.
Lùi lùi. Ê, đợt chụp cái đuôi á, con chụp gì nó cắn như vậy. Nè mọi người. Lùi lùi vô rộng đi thôi. Lùi lùi đi tí, lùi vô rộng á. Lùi lùi là đặng đi. Trời ơi, cái con đó con đừng có nắm cái mình á, nắm cái đuôi á, có dính không? Bỏ mạnh vô lại vô kìa con. Đó, con tàu nó bóp lá chích chân vô. Mà không kịp, giờ nhà không kịp. Còn hai đống nữa nè. Rồi vắng con đậm quá. Gọn này ta. Con đặng không? Chụp cái nắm cái đuôi con vịn cái đuôi nó con dở lên là nó không có cắn, còn con nắm đầu nó quay lại. Nè thấy không? Nắm cái đuôi nó nhẹ thôi, nè có gì đâu nè. Quay lại nó táp rồi vô ấy thì đâu có. Rồi hết hả? Còn này nè. Đây nè mọi người, đó. Ờ, tao nó quánh chết luôn rồi không? Quá ha quá. Ủa. Chơi con nào hết trơn. Đi đi đi. Ừ, cũng bộn. Lâu này ra không? Lâu mấy rồi. Con ra ngoài. Rồi gom cây nhỏ cây gom lợn mới đi hào thôi. Gom cây lợn đóng rồi nè.
cái đi ha. Đừng ở chỗ máy em đang nha. Chết chuột rồi. Đi đâu mà quay máy chỗ này nè, đi ra đi. Rồi nó vô. Bà đang quay nè, quay cái máu. Ê, chạy, tụi con. Đi ra đi, đừng qua trên đó. Quay ơi ơi. Rồi nó chạy qua đó rồi, quay rồi. Bật cái này nè, nó đằng này nè, đừng là đánh nó. Đằng này tôi gọi thương nữa chân nè. Đằng này nè. Đừng là đâu đó nó chạy vô luôn à. Đừng lại đó, tôi tại nó bên. Chạy luôn, chạy vô kìa. Trời ơi, nghe đường nào vậy? Nó chạy đường này nè. Nó xưng rồi kìa. Sao nó nắng này lên chỉ cao chứ vậy? Ai nó nắng này nè. Chuột, 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 chuột. Nó xưng chứ rồi. Chạy kìa, chạy kìa. À, lúc nãy tao đang vậy vừa nó không có nhảy ra ngoài đâu, nó chân mần lòn không à. Rồi, xong. Con dở lên nó không chân luôn. Bắt rồi. Đi không? Cái gì? Có chạy nhảy lên nè. Để cái len cho ba các bạn. Len rồi, nhanh lên. Cái cơ. Đừng 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 đứng thẳng đây, đừng lại đầu này, cho nó leo đầu này. Ừ, với cô bác mọi người luôn, quá rồi. Rồi con không lụa. Yeah, but...
Đây. Dạ, bắt nó ra này. Cắt. Cắt. Nhặt hơi trắng. Gom sao gom 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 gom. Hai con rồi. Gom gốc lại nhiều tôm cái đây. Ớt hả? Ớt bỏ luôn. Nhông bắt luôn, bắt bỏ vô chỗ nè. Nhông bỏ vô đây. Đừng lán đi quá, nó nhỏ. Trời nó chạy ngoài. Bắt đi thôi, bắt kiếm đồ gọng riêng đi. Bắt kiếm dây cuộn nó đi. Bọn mọi người. Lùa lùa này, vũ ra nó có nấp không? Giúp nhà em đặt một. Đấy, vô gọng ra nha mọi. Chánh rồi tí. Dạ. Cái này. Rồi mình mới vừa dỡ trà xong hai đống nha mọi người. Tổng cộng thì hai đem gọng đó lại coi. Đem gọng rồi hả? Mình bắt cái gọng nhỏ mình bắt tay bỏ vô, còn cái này thì mình lừa vô cái lợp mình đổ vô nè mọi người. Dồn hai cái này lại chắc cũng cỡ 1 chục ký. Bắt tay được cái đống rồi. Rồi mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Nếu thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video săn bắt tiếp theo nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người nha.